Con bạch thầy, con dâu con mới sinh con nhưng mà cháu cứ khóc suốt ngày, đặc biệt là lúc ăn. Con đã làm đủ mọi cách nhưng cháu vẫn khóc. Con dâu con trước đó phá thai 3 lần, liệu có phải do các vong thai không? Con phải làm gì? Trường hợp này, việc thứ nhất là nên làm sớ cầu siêu, siêu độ cho các vong thai nhi, đặc biệt là những pháp hội như thế này. Pháp hội này thì thiên về dành cho cầu an hơn, nhưng vẫn có hồi hướng siêu độ, làm bài vị cho họ. Phật tử đưa câu hỏi này, nếu chưa làm bài vị thì ngay bây giờ, nghe xong câu hỏi trả lời này thì đi ra ở trước cửa chùa đăng ký để làm một cái bài vị siêu độ cho các vong linh thai nhi mà mẹ của cháu nó bỏ đi đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có điều kiện thì nên làm lấy 3 mâm cơm để cúng Phật, cúng tổ và cúng vong. Và đặc biệt các vong linh thai nhi này thì phải đi ra mua lấy một tí sữa, đích thân mình đi mua. Nếu không làm cơm được thì thôi, đích thân ra mua lấy một tí sữa trẻ con ấy, sữa cho trẻ con uống ấy, mang vào đặt ở dưới ban vong, đặt ở dưới trước cái bài vị ở dưới ban vong, đặt dưới ban ấy, dưới cái bàn cúng cho ban vong ấy. Đó, và các sư với đại chúng sẽ nhất tâm chú nguyện hồi hướng siêu độ cho các vong linh này. Và cái thứ hai, sau khi Phật tử này đến khi nghỉ giải lao thì xuống dưới phòng thông tin gặp các thầy dưới đó để xin cái vải mà các sư làm lễ hô thần nhập tượng á. Về thì các cháu mà hay khóc dạ đề hoặc là sinh ra hay khóc á, thì kinh nghiệm của chúng tôi nhiều rồi, chỉ cho một cái miếng vải đó bé bé bằng cái nửa cái bật lửa ga, bằng một cái bật lửa ga thôi, một tí cho vào trong gối cho các con, cái gối các con nó ngủ á, một tí thì tết thành một cái, lấy cái chỉ ngũ sắc hoặc là cái vải cái chỉ á, tết nhỏ nhỏ thôi, tết cho đeo vào trong tay á, khỏi ngay lập tức luôn, khỏi phải nói là khỏi như là thần thánh luôn. À, có cái cô giáo ở bên dạy ở bên trường cấp 1 Sơn Đông này, nhưng mà nhà bên Cổ Đông, năm ngoái sinh đứa con cũng khóc như thế, khóc lắm, đi bệnh viện không giải quyết được, thế đi về người ta mách sang đây thì tôi bảo tôi đưa cho mỗi cái đấy. Đến sáng sớm hôm sau, cô đi dạy học, cô mua cân hoa quả ra nữa, cô lễ Phật sớm, cô bảo ôi dồi ôi, thế này mà con không biết, để cho cháu nó khổ đến hơn 2 tháng trời, cả con mất ngủ mà cháu nó cũng khổ, khóc gầy ra hết cả người, thế mà không biết, mang về một cái đêm hôm đó khỏi ngay, không có khóc thì nên là ngủ ngon ngay từ chập tối luôn. À, cái đấy gọi là gì? Khóc dạ đề. Các cụ ngày xưa chúng ta hay nói là sinh vào giờ gì ạ? Giờ quan sát. À, đấy, các cụ ngày xưa chúng ta hay, theo dân gian chúng ta ngày xưa nói là sinh vào giờ quan sát. Thì xem sinh vào giờ quan sát thì thường là tối lại thì nó hay bị khóc. Cái trường hợp đó ngày xưa thì chúng ta hay cúng mụ, đúng không? Hay cúng mụ cho các cháu nó. À, cái trường hợp ngày xưa là cúng mụ, nhưng bây giờ có chùa chiền, có các sư rồi, phát triển rồi. Thì cái vải hô thần nhập tượng, đây là cái hẻm. Cái vải hô thần nhập tượng, kể cả các chùa ở đây thầy cứ tích vào đấy thì cứ bao giờ có trường hợp đó đến thì cho một cái về khỏi ngay, chả cần phải cúng bái gì cả. Có trường hợp nào mà nặng cái đấy không khỏi thì phải lập cái bài vị để cúng dạ đề. Thì cái này cũng cúng được, cúng khỏi. Có một trường hợp ngày xưa thì cho cái vải không khỏi thì đến thầy cúng cho cái dạ đề đó thì khỏi, cũng khỏi ngay. Đó, thì cái trường hợp mà cháu hay khóc, trường hợp thứ ý thứ hai này thì khuyên như vậy. Thì cả âm dương kết hợp thì mong rằng sau ngày mai gia đình thì gọi điện lên cho chùa bảo là cháu nó khỏi rồi nhá. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Thank you.
nào.